Xin chào bác đến với kênh Kia Xe Đạp, kênh review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Video hôm nay em giới thiệu các bác mẫu xe đạp đua Bianchi, một dòng xe đạp mà được nhiều những cái bác chơi xe tại thị trường Việt Nam yêu thích. Dòng Bianchi đến từ Ý. Xe thì được trang bị bộ chuyển động Shimano Soza, khung nhôm, nước sơn nguyên bản, bánh 700C, bộ phần khung là nhôm, bộ phần khung là thiết kế bằng hợp kim nhôm, thương hiệu Bianchi, thương hiệu của Ý. Rất nổi tiếng trên toàn thế giới. Là chiếc xe đạp bãi đua, lòng đua. Sử dụng bộ chuyển động Shimano Soza với 9 tầng líp và 2 tầng đĩa. Gạt này cũng là gạt Soza các bác nhé, do là nó bị mất cái tem Soza đây rồi, nó qua quá trình sử dụng nó mất rồi. Xanh 3 mảnh. Bánh 700C. Và nhà nhôm hơi cao bản. Bánh hơi cao bản dày một chút. Nó rất là đẹp. Nó tạo nên cái độ đẹp của chiếc xe lên nó rất là nhiều. Khoảng 4-5 phân. Phần ghi đông của chiếc xe thì cũng được trang bị, đây là đôi tay lắc. Tay lắc của Shimano Soza. Full hết tất tật bộ chuyển động Shimano Soza. Em sẽ vào đo size của chiếc xe và test chuyển động. Có nhiều bác hay hỏi em về giá bán của những chiếc xe mà em đưa lên kênh, thì các bác ấn vào mũi tên trỏ xuống ở đây. Thì giá bán của chiếc xe em sẽ để ở ngay phần tiêu đề của video. Còn ngoài ra thì những chiếc xe mà ở phần giá em để chữ sôn như này, tức là xe đã bán. Còn ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh, ấn nút chuông chọn tất cả để nhận được những cái thông báo về những cái thông báo mà những chiếc xe mà em đưa lên thì nó sẽ thông báo về điện thoại của các bác. Và mời các bác tiếp tục xem video để cho các bác xem. Xe đo từ tâm trục đạp đến khóa cọc yên là 48 cm, từ khóa yên tới tâm củ phốt là 52 cm. Thì chiếc xe của tôi bác đi từ khoảng 1m64-65 đến 74-75 thì phù hợp. Được 9 tầng líp và 2 tầng đĩa. Chiếc xe đang được bán bên em mức giá chỉ có là 9,5 triệu, bao ship toàn quốc cho tất cả các bác, chuyển hết tiền và bảo hành 1 năm cho các bác mua xe. Các bác quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975709943. Ngoài ra thì các bác đăng ký kênh ở góc phải màn hình cộng với cả nút chuông để nhận được những cái thông báo mới nhất về những chiếc xe khác bọn em đưa lên kênh. Cảm ơn các bác đã xem hết video, hẹn gặp lại các bác trong những video lần sau.